Con chào cô Út. Yeah. Nó đi quay rồi mà con ơi. Quá ơi. Ôi đã luôn. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế này thôi. Mấy bà cháu nằm với nhau quay quần và coi một cái tivi mới nè. Dễ thương vậy ha. Chiều ngày hôm nay á thì các anh em đang có mặt tại một cái cửa hàng bán nội thất của cô bác của anh chị. Được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân thì các anh em đến đây sẽ mua cho cô Út á, cùng với lại ba người cháu của mình, gồm có một cái bàn học nè, một cái giường, một cái nệm và một cái tủ chén. Và danh sách cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân từ kênh Anh Một Đồng cũng như là kênh Bùi Hồ thì sẽ để trên màn hình ha. Còn bây giờ thì mình vào đây mua tại anh cũng đang đợi nãy giờ. Dạ anh, em tính mua nội thất. Nội thất hả chị? Mua nội. Mua cho hoàn cảnh khó khăn. Em mua một cái bàn học trước. Bàn học em có bàn dựa luôn. Được. Bên đó cũng có mấy mẫu rồi đó. Đâu, bên đây cũng được. Ở dưới này có nữa hả? Ở đây nhiều hơn hay sao? Ngay cái giải đó nhiều á. À, ra qua đây đi. Qua đây đi. Tại vì có một mình bé Tuyền đi học thôi nên mình mua cái bàn cũng nhỏ nhỏ thôi. Với lại hai cái bàn nhỏ để trên giường á. Đây. Mẫu này đi, thấy nó bự bự đúng không? Mẫu này đẹp không anh? Mẫu này là bao nhiêu chị? Có giá kìa. 1.6 triệu. Đâu phải 1.6 triệu. 1 triệu hả? 1.5 triệu hả? À, hoàn cảnh khó khăn tính 1.5 triệu. Giá thì 1.6 triệu này cả nhà, nhưng mà không nói hoàn cảnh khó khăn thì bán 1.5 triệu. Bàn này được không? Đẹp á. Khỏi trả giá luôn hả? Ừ. Bây giờ dạ. Quan trọng mình lựa màu đi em. Anh màu này luôn nè anh. Màu đó luôn hả? Cho cùng với lại cái màu gỗ á. À, màu gỗ nhà. Màu gạch, nha. Màu gạch đó. Rồi ok luôn. Lấy bàn này, em hai cái bàn nhỏ. Bàn nhỏ để trên giường á. Bàn ship nhỏ. Bàn đó là bao nhiêu ta? Cái này 135 nè, thứ 120 thôi. Cái lớn 120. Còn nhỏ là bình thường bán luôn 85. Này tính 80 ha. 80 với 120 là 200. Ừ. Đúng không? Lấy hai cái này luôn đi. Cái này cho hai chị em luôn. Lấy hai cái này luôn. Vậy là một cái bàn học lớn là 1.5 triệu, với hai cái này 200 nữa là 1.7 triệu. Đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình vận chuyển có tính phí không? Dạ không. Dạ, à. Cho em một cái giường 1.6 m, đúng không? Đúng rồi. Giường nhôm. Giường sắt. Dạ. Là bao nhiêu chị? Lên lầu rồi. Là bao nhiêu? Dạ loại 2.2 với 2.5 triệu. Có loại nào rẻ hơn tí xíu không? Dạ không. Không. Em có tới cỡ đó rồi. Dạ. Dạ. 1.6 m 2.4 m đằng sau á anh Một Đồng. 1.6 hay có mình cô Út ngủ 1.6 hay 1.4 m? Em nghĩ là có mình cô Út là xài 1.4 m là nhiêu chị? 1.4 m là nhiêu? Lên lầu coi không nhớ giá. À. 1.4 m đi. 1.4 m có. Vậy đi với em là tại em để nhà sau. À, có lầu có nhà sau nữa nha. Thấy ai bán nội thất cũng giàu. Đúng anh Một Đồng. Chị có mấy căn ở đằng sau luôn. Đúng rồi. Có tủ chén luôn không chị? Tủ chén là tặng hay không bán luôn hả? Hồi sáng đi đi bá cái khúc cây, cái chân nó bị đau đau đi cà nhắc, cô chú anh chị thông cảm nha. Mét tư nhiêu chị? Giá 2 triệu. Mét 6 thì 2.2 triệu hả? Dạ đúng rồi. Cái này là loại tốt nhất hay sao chị? Dạ tốt nhất rồi đó. 2 triệu. Dạ nam cho cây có màu nè, màu đỏ với màu xanh. Mét sáu để ngoài sau cái khu bếp vừa không ta? Mét sáu vừa. Không vừa tại còn cái tủ nữa. Ấy lộn mét tư được rồi cho nó rộng. Còn cái tủ nữa. Mét tư thôi, có trong bếp nó có một cái tủ. Mét tư mình đó. Mét tư. Dạ, tính anh 1.9 triệu thôi. 1.9 triệu luôn hả? Dạ, 100%. Loại nào ta? Cái trong đó. Cái trong là mét tư á. Nó có màu đỏ với màu xanh á. 2 triệu bán 1.9 triệu. Dạ.
thôi mình mua cũng dễ, bán cũng dễ, thôi mình mua cũng dễ luôn, lấy cái đó luôn đi ha. Lấy cho em cái đó luôn. Nhưng mà lấy cái màu nào? Lấy màu này luôn. Là màu ở ngoài là màu đỏ ha. Màu nâu này nè. Dạ, đúng rồi. Tại cô Út lớn tuổi rồi nên là nữ mình lấy màu đó luôn. Màu nâu đó đi. À, gần đây mà. Dạ. Bàn học hai cái bàn lớn, một cái nệm, một cái giường với là một cái tủ chén. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Đâu chị? À, tủ chén này cao dưới ta. Này nhiêu? Ồ này tới 1.6 triệu. À, tủ này cũng nhà gọn gọn xinh được á. Vừa rồi, tủ cái đó là vừa đó. Này nhiêu chị? Hai, để là 2.6 triệu. Vậy là chị ghi lại giùm em ra đây đi chị. Chị lên trên đó ghi lấy cái tủ này giùm em luôn. Lấy cái tủ này ha. Lấy cái tủ này luôn đi. Cái tủ này 2.6 triệu thì chị bớt 100.000 còn 2.5 triệu. Đúng rồi. Cái tủ này cao 1.5 m á. Cao khoảng 1.5 m. Mình lấy luôn cái nệm nha chị ha. Dạ. Rồi, ra ngoài trước chị đi. Cái nệm là giá bao nhiêu chị? Có cái mền không? Ồ, có cái mùng không? Vậy là sau thời gian tính toán thì theo sơ bộ thì mình còn dư lại hôm trước là mình còn dư lại khoảng 9 triệu. Rồi bây giờ tí xíu mua này xong là mình sẽ mua cái tivi nữa. Còn một cái tivi 43 inch nữa. Đúng rồi. Bữa nay là nội thất đầy đủ luôn, cô của Út bữa nay là cô xịn sò chứ không phải còn cô dùng vé số nữa. Nhiêu chị? Dạ 6.450.000. Bây giờ em đưa chị 3 triệu đi ha. 1 triệu 2 triệu 3 triệu Lần trước là... Dạ. Anh cho em xin số điện thoại ha. Rồi ok em ghi vô luôn cho. Dạ. Ghi vô đâu? Em tên Bùi Hồ. Dạ. Trước khi đi em gọi cho anh có dịnh chỉ đường ngay cây cách ha. Ngay cầu cây cách luôn. Dạ. 9 giờ nha. Dạ. Tụi em không phải là dân địa phương nên mua cho ta. Em cảm ơn nhiều nha. Cái này là số điện thoại của mình luôn đúng không? Điện dạ. Số nào cũng được dạ, đúng không? Đưa anh coi, anh coi cái tờ giấy đi. À. 3.450.000. Dạ. Ơi, à, thưa với cô bác quý anh chị, hiện nay thì mấy anh em đang có mặt ở trong cái điện máy xanh. Đây là một trong những cái nơi mà mình thường hay mua những cái thiết bị điện tử rồi á. À, bây giờ thì các anh em sẽ mua cho gia đình của cô Út một món quà siêu to khổng lồ, siêu phẳng luôn. Đó là cái tivi và đặc biệt là hiệu Samsung. Đây là phần quà được hỗ trợ của cô Kim, có các người con mà ở trong lúc trước các anh em có chia sẻ cô bác quý anh chị. Ba người con của cô gửi thêm 200 đô cũng như cái phần còn lại hỗ trợ nhập vô để mua cái tivi. Cái tivi này giá bình thường là khoảng gần 10 triệu. Hiện nay thì còn lại 8 triệu rưỡi thôi. Và tivi này nó có 4K luôn nha cô bác anh chị. Này bảo hành mấy năm anh? Dạ bảo hành 2 năm. 43 inch. Lý do 43 inch. Có 4K luôn. Và lý do là mua cái tivi này là cô nói là cho mấy bé coi tivi to to chút xíu. Tivi này giờ tiết kiệm điện không ta? Dạ đa số là có tiết kiệm điện hết. Vậy hả? Dạ, đúng. Coi ngày 5kg điện không? Không tới đâu. Nói vậy chứ mấy tivi bây giờ đa số là đồng bên trong dạ, đồng móc có luôn. Đồng móc có dùng nói luôn đúng không? Dùng nói. Mẫu này BU8000 là có dùng nói. À, đây. Chắc cô Út hồi lúc trước mà mua cái nệm cô nằm trên đó, mua cái tivi này cô nằm bên chắc nó lộn luôn. Tivi này siêu mỏng nha. Siêu mỏng, siêu thông minh. 43 inch. Đó, rất đẹp. Anh 4 triệu. 4 triệu trước ha. Chỉ dạ. Còn số tiền còn lại mình về nhà mình thanh toán. Ngày mai thanh toán sao? Coi cho em một cái nội cái gì? Cái khung treo. Nếu mà khung treo bên em á, hệ thống điện máy xanh bán á, nếu mà cái dòng 43 inch á thì giá nó khoảng tầm 350.000 ha. 350.000. Khung treo hay mở ra mở vô hay là cố định anh? Nó sẽ cố định. Còn nếu mà anh trường hợp anh muốn đẩy ra để vô hay sao? Rồi em sẽ chép lại ha. Mua loại nào anh Đồng? Mua loại nào? Cái loại cố định đi. 43 inch cố định để bé tới lùi nè, thu vô thu ra nó khó lắm. Yeah. Thấy loại cố định á. Vậy là coi như là 4 triệu 8 triệu 490 là 8 triệu rưỡi, gần 8 triệu rưỡi.
thêm lại cái kia 300 nữa coi như là 8.7 ha. Thật ra cái tivi như thế này là cũng được cô á nói là mua tivi bự bự tại mấy bé sợ coi mắt ngáy á. Em mua tivi này chứ anh em thì cũng tính tiết kiệm mua tivi khoảng 32 inch thôi. Nhưng mà mua tivi này thì nói chung là quá ok à. Sau khi các anh em đi mua nội thất nè, mua tivi thì sáng ngày hôm nay thì các anh thợ cũng anh em bên Điện Máy Xanh á cũng chở lại cái tivi LCD của hiệu Samsung 43 inch. Đây là một cái phần quà của quý Mạnh Thường Quân, cũng như là Mạnh Thường Quân là cô Kim ở Mỹ của kênh Anh Một Đồng hỗ trợ thêm 200 đô để mua. Chắc có lẽ là không nói thì cô bác anh chị sẽ không biết rằng vì sao các anh em lại mua cái tivi nó lớn như vậy. Thì cô Kim của ở Mỹ có kênh Anh Một Đồng có nói rằng á, mua tivi các bé mua coi cho nó bự bự. Thành thử là lúc đầu các anh em cũng dự định là mua cái tivi khoảng 32 inch thôi. Nhưng mà hôm nay thì tivi to. Tivi này to to lắm cô bác anh chị, 8 triệu thêm này thêm cái khung treo giá đỡ là 8 triệu mấy. Và cô nói là mua hiệu Samsung là cô cũng gợi ý luôn. Chứ hiệu khác thì nó rẻ hơn. Loại 43 inch thì có nhiều loại lắm. Có loại 6 triệu mấy vẫn có đúng không anh? Hình như là vậy á. Nhưng mà loại Samsung này thì màu nó đẹp hơn. Samsung này là của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc. Anh nói là cái giá treo này á, là nhà này chỉ treo cái khung giá treo của cố định thôi. Chứ không có treo cái giá treo của... Thì trong khi mà đợi các anh á, anh này ảnh gáp cái tivi thì buổi hồ cũng thông tin với cô bác anh chị được sự hỗ trợ quý Mạnh Thường Quân, sự góp sức chung tay rồi cũng như là sự góp ý á, thì nhà của cô Út thì cô bác anh chị thấy ý bây giờ nó khác rồi đúng không? Cái căn phòng này thì phòng khách này thì được 3 cái cửa sổ nè. Hôm trước anh Vũ cũng đã làm, tuy nhiên thì buổi hồ cũng có quay lại rồi qua sơ sót cái buổi hồ cái tự nhiên cái delete cái clip đó đi. Hôm nay chia sẻ lại cho cô bác anh chị, cũng xin một cái sụt của anh Một Đồng để mà có thể chia sẻ lúc trao tiền cho anh Vũ á. Thì thưa với cô bác anh chị là ngôi nhà này thì bây giờ đã có 3 cái cửa sổ. Đây là cũng Mạnh Thường Quân của cô Kim và con của mình á, hỗ trợ của kênh Anh Một Đồng. Cái cửa sổ này lúc trước là cửa sổ nhỏ ha. Đúng rồi. Cái cửa sổ nhỏ vì bây giờ làm cửa sổ 1m2, 1m4, rất là rộng. 3 cửa sổ cực kỳ lớn ngay tại phòng khách luôn. Đây một cái nè cô bác anh chị. Bên đây một cái nữa là 2 cái nè ha. Bên đây một cái nữa là ba cái cửa sổ như thế này á, nó mới được đầy đủ ánh sáng tại ngôi nhà của cô là ngay tại một cái lùm cây á. Coi xong cái vô phát luôn, đang tranh thủ mấy anh em về Đồng Tháp. Dạ. Thì tổng cộng cái hết là bao nhiêu anh Vũ ơi? Em gửi tiền thay mặt với anh. Em mua 2 cửa sổ 3 triệu anh. Với tiền con với tiền sắt hết 1 triệu nữa anh gửi tiền đó thôi. Dạ, vậy là tổng cộng là 4 triệu. Dạ. Dạ. Thì tiền thợ luôn chưa? Dạ thôi, thợ mấy anh em làm tiếp cho Vũ. Làm tiếp thì ai trả tiền công cho thợ? Để em tính. Rồi, thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân ha, cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thì tại vì ngôi nhà này rất là nhỏ, nhưng mà không phải là nhỏ, cũng cân đối nhưng mà rất là nhiều cái cửa sổ. Thành nữ là mỗi mình khoét ra nó vẫn còn tối được, cô chú anh chị thấy gì được khoét ra thêm. Thì làm như thế này thì phải nói ngôi nhà này đủ mát và đủ ánh sáng anh Vũ ha. Dạ. Dạ, cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay thì chắc anh trở về lại Đồng Tháp trước. Dạ. Và các anh em cũng ở lại với lại anh đội của anh Hợp nữa. Dạ. Rồi, chúc các anh em là vui vẻ, thành công, lãnh nhiều công trình nữa. Em gửi 4 triệu của quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Xin cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Dạ, tôi chúc cho các cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì cũng cảm ơn anh Bùi Hồ với anh Út Đồng Tháp với anh Mộc Đồng. Thì cũng cảm ơn ba anh để quay những cái clip như thế này đến các cô chú Mạnh Thường Quân để kịp thời ủng hộ. Thì cũng cho tụi thợ của em có công ăn chuyện làm. Thì cũng cảm ơn ba anh. Chúc cho ba anh luôn dồi dào sức khỏe luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Quý Mạnh Thường Quân chúc anh cùng với các anh thợ luôn dồi dào sức khỏe, càng ngày càng nhiều công trình hơn nữa, và đặc biệt thời gian sắp tới có những cái ngôi nhà tình thương như thế này á thì các anh sẽ đồng hành với tụi em. Dạ. Cũng như là quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. À, cô bác anh chị thấy không? Nên là nữ là làm 3 cái cửa sổ vừa lấy đủ ánh sáng mà vừa rất là có duyên luôn ha. Ngôi nhà này tới 5 cái cửa sổ đó. Để mình quay lại một lần nữa cho mọi người xem ha. Vừa qua thì cũng có
cô chú nói các cửa sổ tại sao mà không làm bằng với nhau mà để cái cao cái thấp. Ừ, bây giờ bằng hết rồi nè. Nó cả nhà xem lại một lần nữa nè, nó đều bằng với nhau hết. Đúng rồi. Không có cái nào cao thấp hết. Ba cái cửa sổ này một cái là 1,5 triệu, ba cái cửa sổ này không là ba cái là 4,5 triệu. Đó. Tôi bán anh chị thấy không? Cửa sổ này rất là chắc chắn, lấy đủ ánh sáng nè. Rồi vô đây anh Đồng ơi. Để cái quyền 43 nè. Tí xíu nữa đi. Dạ. Anh hợp thì anh Vũ cũng làm luôn cái cửa sổ ngay tại chỗ này. Đây cô bác anh chị. Đây. Đây là cái cửa sổ phòng ngủ lúc trước thì không có, mà bây giờ có cái cửa sổ này cũng đủ ánh sáng ha. Lấy cái đó là đủ ánh sáng luôn. Tí xíu nữa đây đi, nội thất cũng sẽ chuyển vô luôn nè. Nội thất thì gồm có thêm một cái giường, thêm một cái tấm nệm, rồi thêm một cái bàn học nữa cô bác anh chị. Đây, bây giờ cái ở đây thì cái bếp ga thì vẫn để cố định như cũ, tại vì cố nó chịu để chỗ này à, không chịu để chỗ nào hết trơn. Nên là nữ cứ để bếp ga đây, rồi chiếc giường chắc đặt ở đây nè. Ha, đặt ở đây cho cô Út ngủ. Vậy là nhà này tổng cộng là cái 3 cái chiếc giường, 6 cái cửa sổ, 5 cái cửa sổ và một cái cửa ngăn hông. Và qua đây hai cô bác anh chị. Đây nè. Hôm trước thì anh Vũ cũng đã làm luôn cái phần này nè. Đó, nhà có cửa thoát nè. Đó, sợ ăn trộm gì chui vào thì cái anh làm luôn một cái cây ở trên này. Nhưng mà cái lỗ này nó rất là nhỏ nha. Nên nhưng mà anh Vũ cũng hàng thêm một cái xác này. Tổng cộng khoét 2 cái cửa sổ là hết 3 triệu rồi. Làm lại cái phần này cho nó đẹp á. Thì anh Vũ nói lấy khoảng 3,5 triệu. Thì anh nói lấy 3,5 triệu à. Cái em bùi hồ nói thôi. Còn tiền công thợ đã tính kêu thợ làm giùm. Mà đi xa tiền xăng này kia thấy cũng thương. Nên thành thử gửi 4 triệu. Mà không biết là có đủ tiền cho thuê người khác. Không biết nhiêu tiền luôn á. Cô bác anh chị thấy dưới này không? À, dưới này anh dừng cho một cái tấm tôn lên 6 tấc. Từ ở dưới lên sau tắt, tại vì có nhiều cô bác anh chị nó sợ côn trùng nó vô á, nên ảnh thử cũng dừng luôn nè cô bác anh chị. Đó, thấy không, rất là đẹp. Và cái màu sơn này là màu sơn hột gà đúng không? Không, cái này anh Hợp ảnh mới bê lại à, mới bê chưa có sơn. Chiều nay mới sơn đúng không? Đúng rồi, ảnh mới bê ngày hôm qua cho nước, ngày hôm nay ảnh còn xả đang cái nữa. Chứ đừng nói anh Hợp ảnh bê rồi nha. Màu cà phê sữa là đó là cô Kim chọn cái màu Mới có ảnh mới có bê lại thôi. Nhà vệ sinh nè. Trời ơi. Đó, xong hết nha. Kín đáo hết đó. Đó, cô bác anh chị thấy ngôi nhà đẹp không? Màu gạch giả gỗ. Ngôi nhà này cũng đầy đủ ánh sáng rồi. Mọi thứ thì coi như nó đã được tươm tất hết rồi. Rồi chỉ còn lo việc học hành cho tường nữa thôi. Bật đèn lên thấy sáng ghê không? Cô bác anh chị, la phong màu này khác với la phong ở nhà của cô Chính à. À, hôm nay review nè. Ngôi nhà lần đầu tiên mà Bùi Hồ xây ngôi nhà coi như là chiều dài nó ngắn như thế này mà tới 5 cái cửa sổ, do nằm ở trong một cái lùm cây nên là nữ là phải làm cái cửa sổ nhiều để cho nó đủ ánh sáng. Mà cửa sổ nhiều thì nó cũng có cái hạn chế nè. Các bé đi mà nó quên đóng cửa sổ á, sợ mưa tạt vô. Nên là nữ là cửa sổ nhiều thì nó thoáng cái ngôi nhà so với ngôi nhà con này hơn. Tuy nhiên là sẽ ngôi nhà này nó sẽ tạt vô ha. Nhìn các con thấy ngôi nhà của các chú làm có đẹp không? Nói thiệt nha. Rồi bây giờ có tivi Mừng không? Mừng sao nói nghe rồi. Hả? Có tivi để coi. Có tivi để coi. Hồi đó giờ mình có ao ước cái tivi không? Dạ có. Ao ước sao nói chú nghe. Mấy cô chú dặn á là khi mà con coi á là coi ít thôi, coi những cái chương trình dành cho thiếu nhi thôi, coi ví dụ như học chữ hay là hoạt hình, chẳng hạn như là Doraemon rồi á, những cái chương trình giải trí như Tom và Jerry chẳng hạn á, thì để phục vụ cho cái việc mà mình giải trí thôi, mà coi khoảng ít thôi, không được coi nhiều nha. Coi nhiều là mấy chú giận, mấy chú không ghé đó, nghe chưa? Rồi có nói lời nào cảm ơn đến cô chú anh chị quý mạnh thường quân không? Rồi Tuyền. Con cảm ơn cái nhà hảo tâm với cái mạnh thường quân đã cho con cái tivi.
Để con làm gì? Để con học bài. Ừ, học bài gì lên TV? Học thêm mấy bạn và nói bài tốt. À, TV này là coi được YouTube nữa đó. Rồi, tiếp. Cảm ơn các mạnh thường quân với nhà Áo Tâm đã cho con TV với nhà vệ sinh cho con. Cảm ơn. Ừ. Ngoan lắm. Các bé được bà ngoại dạy thành thử ra là cũng ngoan lắm. Mấy ngày nay có lấy đồ mới vô mặt không? Dạ có. Có hả? Tường ấy, Tường nay mặc đồ mới đúng không? Có chú 12 cho chứ gì? Chuẩn bị tâm thế để đi học chưa? À, bây giờ phải ổn định đâu đó đàng hoàng, cơ sở vật chất nội thất ở trong nhà xong á, thì để cho 1-2 ngày thì bắt đầu đi học. Đây 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 đây. Trời ơi. Ổ điện tới không ta? Câu qua, anh có dây điện câu không? Có cái dây điện câu dùm chui chút xíu trả tiền cho. Làm giùm em luôn đi. Cho em là điện đài em dở lắm. Đưa lên đó thấy bự ha. TV này 43 inch. 43 inch mà nhìn nó y gan là 43 inch ha. Thì hồi sớm á, Bùi Hồ cũng đã chia sẻ đó cả nhà, thì vừa qua các anh em mình có ghi lại một thước phim, đó là các khoản tiền thì các anh em mình chỉ góp lại từ cô chú Mạnh Thường Quân cũng chỉ được mua cái 32 inch thôi. Tuy nhiên thì cô Kim ở Mỹ á cũng đã hỗ trợ là thêm 200 đô khi cô Kim mà nghe. Thì cô Kim nói là mua cái bự bự tí vậy đó để cho các bé có thể xem nó đỡ mỏi mắt hơn. Với là cho các bé cũng như là mở mang kiến thức khi mà xem những cái TV như thế này nè. Cho thì đáng cho là cho cái bự như vậy chứ không cho cái nhỏ. Thì cô có gửi thêm là 200 đô để mua thêm cái TV bự như thế này. Mua xong chắc bây giờ chắc không biết là thiếu tiền hay đủ tiền. Thưa với cô bác quý anh chị, là cái số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ của kênh anh Một Đồng là cô Kim, là con là Tâm Loan Trường Tiền với lại Dân Trinh là 300 đô, tương ứng 7.305.000 đồng. Hai là chị Dung ở Sài Gòn mua là 1.500.000 đồng. Đó. Ba là của Bùi Hồ là chị Hằng ở Mỹ là 100 đô là 2.450.000 đồng. Của gia đình của chị Trinh với anh Hùng ở Mỹ là 1.800.000 đồng. Tổng cộng là 13.055.000 đồng. Đúng không? Và Bùi Hồ mới vừa nhận thêm 100 USD từ chị Thúy Nguyễn ở Mỹ. Đó, mới nhận ngày hôm qua 100 USD cho gia đình mua một cái tủ chén. Thì tương ứng với lại 2.447.000 đồng. Đó, thì Bùi Hồ tí xíu nó cộng vô luôn. Nhưng mà hôm qua thì mua cái tủ chén hết 2.6 triệu rồi. Chiều chơi quá trời chiều chơi. Đó, thì tổng cộng chắc được là 15 triệu. Mà đưa anh Vũ ở clip trước thì Bùi Hồ cũng đã đưa tương đương chút xíu nữa Bùi Hồ sẽ thống kê lại. Đưa anh Vũ hết 4 triệu rồi. Đúng không? Mua cái TV này là nữa là 8. Chưa có cộng 200 đô của cô Kim vô. Cô Kim ở Mỹ 300 đô là đợt trước đúng không? Trước rồi, đợt còn nữa, vậy là 200 đô đợt sau này nữa. Vậy là thiếu cô bác anh chị tí xíu nữa các anh em sẽ để ở trên màn hình. Tại vì hôm trước là tính hạo hạo lại mua á, nên là nữ là mình tính là các cô đủ số tiền nên mình cái con số chính xác á. Thì tí xíu nữa sau đoạn clip nhận quà hết rồi sẽ công bố lại một lần một ha. Còn có 200 đô của cô Kim nữa. Thì nói chung là chắc cũng đủ rồi đó, không thiếu đâu. Nên là thử là cái TV to này là cũng của cô Kim, là con cô muốn là cho con của cô, tên của con cô là Tâm Loan Trường Tiền với lại Giang Trinh á, là cô ủng hộ hết 200 đô. Thì của gia đình của chị Trinh với anh Hùng ở Mỹ là 1.8 triệu nữa. Thì 200 đô với 1.8 triệu thì nó cũng xem là 8 triệu đúng không? 200 đô là nó khoảng 4.6 triệu rồi, 4.7 triệu. 4.7 triệu với lại 1.8 triệu là 6-7 triệu gì à. Thì em vô đi mua cái TV này luôn cho các bé nó thích. Thì tí xíu nữa Bùi Hồ sẽ chắc có lẽ là chuyển khoản cho anh này. Anh có chuyển khoản được không anh? À được.
được, tại vì sáng nay là ngày hôm nay là ở Việt Nam là thứ hai nè, rồi sáng hai anh em chạy lật đật đi sáng rút tiền sớm, mà cái ATM hôm qua là chú bảy chủ nhật á chưa nộp tiền cho kịp, chưa rút tiền kịp, nên tí xíu nữa chuyển khoản cho anh, tại vì em cũng có cái biên lai hết á anh, có cái biên lai hôm trước là em mua để em lấy em coi lại thôi. Cái TV hôm bữa hồ mua 8.490.000, nhưng mà lúc đầu thì bữa hồ mới 8 triệu cho nên bữa hồ quên á. Cái TV là 8.500.000, có nghĩa là tổng cộng là đâu rồi, rồi đã thanh toán 4 triệu đây. Cái clip trước có trời, bây giờ cái clip này để cô bác anh chị xem không có. Nè, đã thanh toán 4 triệu, tiền mặt 4 triệu, phí thanh toán còn lại là 4.490.000, chưa bao gồm cái đằng sau này, cái giá đỡ này nhiêu anh? 350.000 nữa, là coi như là 8 triệu, 8.500.000 với 300, 8.700.000, đúng không? 8.500.000 với 300 nữa là 8.800.000. Ở 8.800.000, bữa nay bị cái đầu óc lần à. 8.840.000. Kệ đi, thiếu thì có gì chút xíu mà coi, thiếu bùi hồ đồ bổ sung thêm, không có sao hết. Chết rồi, cái này điện, dây điện này nó lớn không ta? Lớn hả? Lớn hả? Rồi để toan nè, có ruột gà vô được không? À, nó hai giỏ. Hai giỏ hả? Ừ. Một giỏ ngoài, một giỏ trong. Hai giỏ, nó có giỏ ngoài bảo vệ thôi. À, anh Hợp anh còn hình như còn ruột gà này, có nếu như anh còn xin ảnh chút xíu cho nó an toàn. Bây giờ mình ghim vô mình thử trước đi ha. Ừ. Này nó không sao đúng không? Đúng rồi. Anh nó hay giỏi. Đây các bé nhà to nó nguy hiểm lắm. Mấy vấn đề này phải cẩn thận mới được. Này dây điện này nhiêu nữa? Tính mét đúng không? Tính mấy chục ngàn. Thôi cho đi, thiếu rồi. Giấu dây điện luôn ha. Đúng rồi. Giấu điện làm sao? Được. Bây giờ nhà nghèo bây giờ trở thành nhà giàu luôn rồi. Nhà giàu luôn. Còn gì nữa? Anh bắt qua cái đó luôn đi. Còn cái bàn học nữa kìa. Đấu trực tiếp vô luôn ha. Rồi tắt đi nào. Chút điện chị. Dạ con chào cô Út. Yeah. Cô Út làm con yêu đời lại trời. Đã, đã quá hả? Đó. À. Ai vậy ta? Ai vậy ta? Cái của ai vậy ta? Đó. Mai sao? À, chiều nay. Sao? Chiều nay mua mùi lông bia đẩy mấy em được lắm. Thôi không uống bia. Uống rồi. Uống bia đi. Thôi. Vui quá hả vậy? Vui á. Vui. Vui quá trời. Trời ơi nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ ơi, cái bò đẹp trai quá. Đẹp trai không? Đẹp trai quá trời. Đẹp trai quá nè. Rồi lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, đây. Anh cho em cái số tài khoản, em chuyển khoản qua luôn ha. Tổng cộng là bao nhiêu tiền luôn ha. Rồi đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên tại chỗ này. Lại gần tivi đi. Cho coi cái mùi này giống có cái mùi tivi không? Thử coi, thử coi. Đừng có đẩy. Hỏi coi có mùi tivi không? Cái này là cái xà bá luôn, hửi cái mùi xà bá luôn. Chứ mùi thơm quá, vừa có mùi của chú Hồ. Đúng rồi, chú Hồ, trời ơi, nó thấy ớn luôn. Nó đứt tay không? Ờ, đứt quá, đứt quá con ơi. Nhân ơi. Đứt
tay nè. Tại sao? TV bận không cô bán không chị? Thì nó không tới. Vậy hả? Thôi qua đây. Hôm trước hả? Không biết cái TV của bà cố đó. Cái màn hình là cái bề ngang nó ngay nó có như đây thôi. Bề ngang đó, bề này nè, nắm này nè. Nó có như đây thôi. Cái ở trên thì nó nhỏ. Nó nhỏ á. Mà cái bụng. Mà cái đít nó to, cái đuôi nó to. Cái thùng đó sao nó đưa ra vậy nè. À. Đó, nó đưa ra vậy á mà con biết không có khi á. Cũng của phải cho. Dạ. Yeah. Mà chồng phải lấy nhiều coi á. Có khi á thì nó sọc vậy. Có khi đi xuống vậy. À bị sọc. Có khi ở trên đó nó không có thấy màn hình nó có một khúc nè. À. Rồi cũng bắt đầu mà nó tắt tiếng nó không nghe. Nó nhổ nó bùm 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 bùm. Nó nghe tiếng. À. Nhổ vô cái thùng á. À. Nhổ ném thông á. Rồi nhổ vô TV này cho nghe tiếng hết nghe nè. Thôi, TV mới mà. Nhổ cái đi luôn á. Nhổ cái đi luôn. TV mới thì đập chi đi chứ, nó còn xài được luôn. Cũng đang chia sẻ nha cả nhà. Và cả nhà cũng thông cảm là cũng đừng nên để lại cái bình luận nói TV mới mua tại sao không có tiếng. Tại vì anh bắt tiếng lên cho nó lớn cái anh, cho hết cái TV này lớn này. Lên cái rồi nhỏ lại à, hết gan rồi, lớn lớn lên đi. Mà ngoại lên nhỏ rồi. Mà ngoại lên được truyền hình rồi. Nhỏ đâu anh? Nhỏ ở đây nữa. À, ở đây hiện đại. Nếu mọi lần có mấy bà sáu nữa là đè có cũng không mua á. Ủa mà mày lên được truyền hình rồi. Lên được truyền hình rồi. Ôi, trong điện thoại mà nhảy lên truyền hình luôn. À, thưa với cô bác với chị, đây là một cái tivi thông minh nha. Cái đầu mod này á. Này con chỉ cần gặt lên là có tiếng nè. Đó, gặt lên là có tiếng nè. Ha. Gặt lên. Nhỏ này con gặt xuống nha. À. Rồi con có thể điều khiển được bằng giọng nói, có cái mic này con bấm vô là nói. Mic này nói đúng không anh? À, mình, cái micro nói được không? Nói được mà để lát em hướng dẫn cho. À tí xíu nữa anh này hướng dẫn. TV thông minh điều khiển bằng giọng nói được luôn. Đây là 43 inch, đây là phần quà chung tay của tất cả cô bác anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm. Vô. Đó là nó tắt thành luôn. Em nhảy chiếc sọc sàn. Ôi trời ơi, mừng quá phải rồi. À, cũng một cái chiếc xe đồ nội thất tới nữa. Còn nữa rồi, hôm qua ôi ôi. Ủa mẹ học nữa mẹ. Cái này là hiện đại không sử dụng pin luôn nè, năng lượng mặt trời luôn thấy không? Không sử dụng pin. À. Cái này học. Anh. Đã anh à. Mấy giờ rồi? Trời ơi, sướng thiệt. Điểm ngoại nè, ngoại điểm này. Sướng thiệt tay luôn. Sướng không? Ở đây gồm có hai cái bàn học nhỏ cho Tường với lại Tuyết. Còn này bàn học bự này là cho Tuyền có thể để sách vở vô nè. Rồi bàn học này mốt Tuyền nó đi học nghề nó đâu có học nữa đâu. Để đọc chữ đó cô. Cái bàn nhỏ để trên liên quan trên giường á mình đọc sách á. Ngoại được cái này nữa. Cái bàn học của mày à. Còn thêm một chiếc giường với lại một cái tủ chén nữa. Còn cái tủ chén nữa. Còn thêm một chiếc giường để ở không gian bếp ở sau nè, với chiếc giường nè, đem lại nè. À đây nè. Nãy giờ cô vô cái tủ chén chở sao hả? Tủ chén chở sao này? À còn cô chính chở tủ nữa hả? Còn tủ chén nữa. Còn cái tủ chén nữa. Anh mua gì nữa hả? Dạ. Anh mua gì nữa hả? Mua nữa lấy tiền lại chứ. Phải có cái giường rồi. Không lấy đâu. Cũng lấy đâu. Có tiền trả đâu con ơi. Quá cái bàn học nè. Trở lại rồi kìa anh Đồng. Tặng này tặng hết hả? Tặng hết nó phố cũng mất tiền. Mạnh Thường Quân tặng hả? Quý Mạnh Thường Quân tặng cho cô ốm á. Dạ không phải thằng con mượn tiền mua phải không? Dạ không thiệt không thiệt. Rồi tặng con bài thiệt nhảy không? Múa nè theo điệu nói với cô ốm nữa lấy tiền lại cái con để lên trả lại cô ốm. Tặng con bài nhảy múa theo điệu cho giống như hôm trước mừng đi là vui. Đúng rồi có một lon nữa này. Tới bến luôn á.
Vui lắm cô Út. Năm nay lúc đầu các anh em mình gặp cô Út á, thì cô Út 60 tuổi. Tuy nhiên lúc đầu gặp cô Út là hình ảnh khác bây giờ nha cô bác anh chị. Bây giờ là mình quá thoát cái cảnh đó rồi, là còn 6 tuổi thôi. Còn 6 tuổi thôi. Còn có 6 tuổi thôi. Để mà chờ bây giờ. Nhưng mà mọi người thì thường hay nói là lâu lắm rồi. Đi vô nhà luôn đi. Mọi người thường hay nói là cô Út thường già trước tuổi. Tuy nhiên là cô Út bây giờ còn là 6 tuổi. Cái đó đem vô phòng luôn đi. Chưa đem vô phòng, để vô phòng giùm em luôn. Đã như trời kìa, mấy đứa kìa nó trầm trồ. À đã vô luôn, đã vô luôn. Để vô trong luôn. Ủa? Có đồng hồ đây luôn nha con. Wow. Rồi, lật ngược bây giờ lại. Dạ. À. Đã ghê chưa? Ghê chưa? Rồi để tháo này ra. Tiết lại tháo bọc cho Tiết. Bạn nào lấy cái lấy cái khăn nước á, lau cái bàn cho sạch nha. Dạ. Tại cái bàn này để ở cái chỗ trưng bày ngoài đường á. Hạn chế là ướt nha. Cái bàn này cái khăn nước, cái khăn mà ướt ướt con nhúng ướt con lau, còn bình thường á thì con lau bằng cái gì? Ăn khô. Cái bàn học có đồng hồ luôn đó cô Chính. Có giờ luôn. Út cô Chính. Có cô Út. Thôi, bà thì ngon quá em. Thấy nhau chứ. Thấy không? Thấy ông bà thương con không? Ông phải ráng học phải không? Ráng học làm sao? Bà lấy cái khăn lau đi. Đúng này. Rồi, ráng học lên giỏi cho nghe. Có người nhỏ nè. Thôi, dọc này ra, dọc này ra. Vô sọt ghét. Nó hơi lắc lư. Tự nhiên cái mình thấy nhà có cái ghế mà đúng không? Nhà có cái ghế mà. Có cái ghế hả? À, có một cái ngăn để tập vở như này cũng được. Cái giường gấp nhau. Dạ ngoài sao anh? Sao ngoài sao? Cô Út ơi. Dạ. Chỉ gấp ngoài sao này giùm con. Đem ra ngoài sao giùm em anh. Rồi, vô đây đi, mình vô đây. Cô Út ơi. Cô hướng dẫn mấy bé giùm con á, khi mà lao á là cái này không có lau ướt được nha, lau rồi lau khô ha. Có một cái đồng hồ có pin ở này nữa, gắn cục pin vô đây. Gắn pin vô rồi có ở đây có cái đồ xây giờ nè, không biết không? À xây chỉnh giờ này thấy không? Chỉ chỉnh một lần thôi, khi gắn pin vô. Gắn pin vô là nó tự chạy. Còn cái này là lát nữa lau cho sạch. Rồi đẩy sát vô tí xíu đi. Rồi. Rồi đẹp quá ha. Wow, nó vừa gọn vừa nhà đẹp. Đúng rồi. Cái này hôm trước là chỉ có 1.6 triệu nhưng mà chị chủ tính 1.5 triệu đúng không? Đúng rồi. 1.5 triệu. Còn hai cái bàn nhỏ nữa coi. Hai bàn nhỏ ở trước nữa. Ở đây thì có những cái ngăn này các bé có thể để những cái đồ trang trí lên đây, bút nước hay là gì để tập. À để tập dưới này cũng được nữa nè con. Này ở đây nữa nè. Đó, thấy không? Có hai ngăn đây nữa nè. Tủ nào dành cho ông ngoại, con tủ nào. Con lau đi tí. Con lau. Có ướt quá nè. Đâu, ở vậy đâu lau được. Lau đi. Con lau đi. Lau đi. Quá nhiều ngoài kia mày. Lau đi, không sạch là chú la đó. Lau cho sạch hết nha. Đẹp chưa? Dễ thương. Thêm một cái giường nữa cho cô Chính ở ngoài không gian bếp. Rồi lấy hai cái thùng đó ra. Hai cái thùng đồ á. Hai thùng này là thùng chén đúng không? Không, thùng ly với ly chén là lấy ra để ngoài. Cái đầu vừa để hướng nào? Anh để bên đây. Rồi. Tại vì cô Chính là không có cái đồ để á. Ê, cái cục gì kìa? À. Ô, cô Út chứ nói lộn cô Chính. Cái gì đây? Để cho cái anh gáp á. Nó hụt ra, cái này nó hút ra nè. Rồi nãy. Ô, cái giường này để vậy thì cái tủ nó mở cửa được không ta? Để sát vô đây tủ mở cửa được mà. Để gấp thử coi. Được đúng không? Được là ok rồi. Hồi nãy em có nói với chị làm chuyển khoản á. Dạ. Dạ chị có đưa số tài khoản mà đúng không? Gấp giùm em đi rồi em chuyển luôn. Còn tại vì còn một cái tủ nữa, tủ cờ ấy nó không biết để đâu nữa nè. Còn cái tủ chén. À. Không có cái tủ chén nó không biết để đâu. Bây giờ lấy cái bàn này nè, tủ chén để gần đây nè. Để gần cái lu gạo đó, dạ. Để bình nước á. Bao nhiêu chứ?
đồ quá trời nhiều, chắc không đủ chỗ luôn. Nhiều quá. Tiền thì ngoại càng thích. Đúng không? Ồ, đi xin. Cái tủ quần áo không biết để đâu luôn á. Rồi, tạm thời là như vậy. Theo cô bác của chị Mạnh Thường Quân thì cho một cái giường để cho cốt ngủ, không ngủ dưới gạch. Thành nữ là tạm thời mình gáp như thế này nè. Và để cái tủ đó thì mai, ví dụ như mai mốt mà cô Út có muốn vận chuyển cái tủ đi đâu á thì cái đó là do cô Út ha. Rồi, để cập nhật thêm cô bác của chị sao. Còn cái niệm nữa. Còn cái niệm nữa. Cái tủ chén thì tạm thời để gần gần đó luôn đi ha. Gần chỗ lu gạo này luôn đi ha cô Út ha. Cô Út ơi. Tạm thời tủ chén để đó đi. Có để cái tủ chén đây. Dạ. Nước này đem ra ngoài nè. Cái hốc này ra ngoài nha ha. Wow. Cái này ra ngoài nha ha. Lu gạo hết gạo rồi. Ủa, hết gạo hả? Nè, uống sầm miệng. Để đi ra ngoài. Không luôn. Con Vinh nha, buông ra. Tạm thời mình để đây đỡ đi. Để đó đi. Nữa để cái tủ chén cho nó vừa mà. Để tủ chén vô đây bề ngang của mình là nhiêu ta? Cái tủ chén hả? Có 1m4 à? Bề ngang 1m2 à? 1m2 à? Cao 1m4. 1m2 để cũng vừa. Vừa, vừa. Vừa không? Để cặp vô cái tủ kia vừa luôn. À, mình giờ cái bình ga nó đặt. Không, vậy vừa ấy. Vừa. Vừa. À, không xét như vậy là vừa. Để niệm ra đi. Chân kia kéo trên nè. Chân kia đầu đầu trên này nè. À. Để nè. À. Thấy em, thấy em, thấy em. Em làm bộ em thử anh á, coi anh có chỉ em không. Anh có góp ý bình luận em mới biết. Vui ha cốt ha. Quá thương con này. Đã lại cho đồ nữa, quá trời đồ luôn rồi. Ô hôm trước anh em mình đi mua quên mua miếng ga. Nó ngủ đây là hợp lý rồi nè. Cái giường khác chưa chết, đẩy khác chết này lại, đẩy sắt qua, đẩy sắt qua. Để em gỡ nó kìa. Có trái tim tình yêu nữa nè. Có trái tim tình yêu nữa. Nè, mà có trái tim tình yêu mà của ông ngoại nè. Trời ơi, nghĩ gì chung lại. Nếu như nó nói em bỏ nha, hả? Nha, Tiên. Tuyết. Ủa kìa. Nè con. Nè nè. Nè ngoài. Đây. Không, ở đây là tuyệt vời rồi. Nói chung là để đây là nó hợp lý. Để đây là nó hợp lý. Tại ngủ đây cũng mát nè. Nhà của cô bây giờ không giòn được không? Không để đồ đâu được. Đồ nhiều quá đúng không? Đúng không? Để bố trí... Làm sao nó, luôn nó thuận tiện nhất có thể thôi. Nè con. Ai sướng bằng nhà của Tuyết đâu. Đúng không? Mấy anh em làm cũng nói chung là mấy ngày qua thì coi các nhà của cô Út á, cô Chính. Rồi hôm nay mấy anh em trước khi về lại Đồng Tháp á thì làm luôn cái khâu này cho nó xong. Trong quá trình làm thì nó cũng có nhiều cái nó. Cái này, cái chân này thì cứ để vậy đi. Nó có gì thiếu sót á thì mong cô chú quý anh chị thông cảm ha. Đây. Cũng cố gắng hết sức rồi. Nằm đây ngủ ở đây, mở cái tủ này ra vừa luôn nè. Hợp lý rồi nè. Cái tủ này để đây hợp lý luôn ha. Để đó đi cô, hồi nữa mình để chén vô. Để lên đây nè. Ngồi chén mình còn. Có chén á, cô mình để chén. À vậy hả? Rồi xong chưa anh? Cô Út ơi, ra đây cô Út ơi. Của mình nhiêu ta? Còn lại nhiêu? Giá mượn ha. Cái tivi à, cái khung treo thì là 315 mấy. Ổ điện, dây điện 45 nữa đúng không? Đúng rồi. Thưa với cô bác anh chị, hôm trước là mua cái tivi là 8.490.000. Một cái khung treo 315 ngàn.
một cái dây điện bắt vô để có thể kết nối được 45.000 nữa, tổng cộng là 4.850.000. Đây là phần tiền còn lại phải thanh toán. Thì tổng cộng cho cái tivi á là 8.850.000. Bây giờ mình sẽ chuyển khoản, tại sáng mất tiền không được. Mình giữ này luôn ha. Anh xem số tài khoản anh chuyển luôn. Em không có nó bán cái đó là hơn đó ha. Vietinbank ha. Bán bằng là hơn á. Vậy là Bùi Hồ cũng đã chuyển tiền xong, số tiền là 4.850.000 do liên quan đến tài khoản thanh toán rồi đó. Nên là nữ là Bùi Hồ không có quay cho cô bác quý anh chị xem. Thì tổng cộng cái tivi là 8.850.000 đồng. Vậy thì mình đã chuyển hai phần, đó là anh Vũ là hết 4 triệu nè. Anh này là cái tivi là 8.850.000 nữa, là coi như là mười mấy triệu rồi. Ơi, cảm ơn anh nhiều ha. Anh có hướng dẫn cho anh em trai nó xài cái gì? Xài cái gì? Xài cái giọt nói rồi. Vậy hả? Cái này là em gửi cho anh, em gửi riêng cho anh cà phê. Phần này là phần của Bùi Hồ nha cô bác quý anh chị. Tại thì công ty không cho nhận anh à. Không cho nhận hả? À, cảm ơn ha. Quên đó em. Mấy mét dây điện nữa. Rồi xong rồi, xong rồi. Em tính rồi anh. Ồ chuyện không, cái này không cho nhận nha. Này tính gửi cho anh đi xăng với cà phê, tại anh không cho nhận. Rồi anh đi luôn á anh. Rồi đẹp. Rồi đẹp chưa? Còn cái tủ chén đó là coi như anh em mình cũng đã có hoàn thành xong quý mạnh thường quân ủng hộ á. Rồi mình cũng xong. Thì tí xíu nữa đây thì mình sẽ thống kê. Ở máy bây giờ mình sẽ thống kê lại ha. Máy này quá.